Hello, ba má và thợ đang đến Chicago và đến một cái bạn ở trung tâm của thành phố Chicago. Bạn là tên gì cộp? Bạn nổi tiếng nhất Chicago. Vậy thì mình sẽ tìm hiểu bạn là nó tên gì. Con có thể quay chung quanh đó là nó có những cái cao ốc đây nè. Là những cao ốc vào chung quanh là vào cao ốc. Rồi quay cái bên này ấy. Ba má đi lại chỗ này đi lại chụp một tấm hình. Rồi má nói trả lời nè. Em nói trả lời đi. Hôm nay là ngày thứ hai ở Chicago sau một đêm lấy lại sức lực, cặp ăn ngủ lu bù tới trưa đã trả phòng và bây giờ bắt đầu tiếp tham quan Chicago. Đây là cái bạn đầu tiên của. Rồi bây giờ vô chính giữa, vô cái xe bánh đi. Đứng như này chụp để mới thấy được hết cái này. Nó bây giờ vô đây coi nè. Ủa? Vô đây coi hả? Coi là mình thấy hình mình trong đó luôn không? Đúng rồi.